Xin chào các bạn đến với kênh 68 TV nha. Hôm nay chúng ta xem những chiếc ghe và xà lan qua cống các bạn. Đây là cái cửa cống nó đang mở ra nha. Và đây là những chiếc ghe đang ngoài sông đi vào nha các bạn, ngoài sông lớn. Quá trời đông luôn. Hiện giờ ghe cây rất là đông nha các bạn. Bây giờ nó phải chen đi vào nè. Quá trời. Đây là những chiếc ghe cây đang tốc độ đi lên nha. Đang cố gắng vượt lên để đi qua thật là nhanh nha các bạn. Nước hiện giờ chảy cũng khá là mạnh các bạn. Ghe nổi đi qua rất là dễ dàng. Giờ ghe rất là đông nha. Một số xà lan hiện giờ mình thấy là đi ít lại nha các bạn. Wow. Xếp hàng xếp lớp vô luôn rồi. Rồi hôm nay cũng chở gì cái ghe gì. Có một chiếc ghe nó chạy lái cần các bạn. Lái cần rất là khó ăn nha. Vừa nặng vừa khó ăn các bạn. Chiếc này để xe dừa các bạn ơi. Quá trời đông luôn, nghẹt hết trơn nè. Wow, quá mạnh. Mất lái rồi. Ôi ơi trời, dập vô kìa. Quá nguy hiểm các bạn ơi. Nên là lấy lái là được nha. Nên có đèn bây giờ. Chiếc này quá lạng.
Đây là anh xà lan khẩm nha. Đấy, mà anh xà lan khẩm này đi cũng rất là hồi hộp nha các bạn. Nước chảy cũng rất là mạnh nha. Nó dội nước ghê không. Thank you.